Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Hôm nay ngày 20 tháng 8, giáo hội kính nhớ Thánh Bernardo. Con xin được đọc tiểu sử Thánh Bernardo, viện phụ tiến sĩ hội thánh. Đường ngọn lửa tình yêu Chúa nung nấu Thánh Bernardo đã dành trọn cuộc đời cho Thiên Chúa, tha nhân, giáo hội, cách riêng cho dòng si tô, giáo lý cốt lõi của Ngài, Chúa yêu thương, Chúa không muốn điều gì khác ngoài việc được yêu. Bên cạnh đó, Thánh Nhân cũng thúc giục mọi người chúng ta cứ yêu thương nhau đi và sẽ được yêu thương. Thánh Benano sinh năm 1090 tại Lâu Đài Phong Ta, gần Đi Phô trong một gia đình lãnh chúa quyền quý. Thân phụ ngài là ông Tê lãnh chúa Phong Ta. Và thân mẫu là Alex rất thánh thiện và sau này được tôn phong chân phước. Thánh Bernardo được thụ hưởng một nền giáo dục đạo hạnh với lợi thế từ một gia đình danh giá và sự khôn ngoan, một tương lai tươi sáng đang rộng mở, đón chờ thánh nhân. Tuy nhiên ý Chúa thật nhiệm màu đã thúc đẩy Ngài gia nhập dòng Si năm 22 tuổi, một dòng tu nổi tiếng khắc khổ và nghiêm ngặt. Nhờ nhiệt tình và khôn khéo, Thánh nhân cũng đã lôi kéo sáu anh em và hai người và 24 người bạn cùng theo Ngài vào dòng. Chúng ta có thể nêu lên vài điểm chính trong cuộc đời của Thánh Bernardo. Một, thành lập và phát triển dòng Sito. Thánh Bernardo là một đan sĩ rất mực đạo hạnh và trí thông minh sắc sảo. Do đó sự gia nhập dòng của Ngài và các bạn đã mang lại cho nhà dòng Sito một nhiệt huyết mới Ba năm sau khi gia nhập dòng Sito, Thánh Bernardo cùng với 12 người khác được xa đi lập dòng mới tại một thung lũng gần La Suốt thời gian làm viện phụ, Thánh Bernardo chuyên trách dòng Sito và đã thành lập 68 nhà dòng mới. Cùng thời gian đó khắp châu Âu cũng xuất hiện nhiều nhà dòng mới đến nỗi khi Thánh Nhân qua đời năm 1153 đã có tới 343 dòng Sito cho nên người ta vẫn thường gọi thánh nhân là vị sáng lập thứ hai của dòng Sito. hai phục vụ cho sự hiệp nhất giáo hội năm 1130 giáo hội xảy ra sự chia rẽ giữa ngụy giáo hoàng a a thứ ba với đức giáo hoàng Innocente thứ ba thánh Biennando đã thuyết phục và dàn xếp hầu mang lại sự bình an và hiệp nhất cho giáo hội ngoài ra thánh nhân còn chống lại các lạc giáo đang phá hoại giáo hội đến nỗi người ta tặng cho ngài danh hiệu cái búa đánh bọn lạc giáo ngài cũng đứng ra dàn xếp các nước trong thời kỳ giáo hội ly khai và làm cố vấn cho các vị giáo hoàng Ba sùng kính Đức Trinh Nữ Maria Thánh Bernardo có lòng sùng kính Đức Maria cách đặc biệt Với thánh nhân Đức Maria chính là lẽ sống Là niềm hy vọng và là sao mai dẫn đường chỉ lối Giúp con người đạt tới hạnh phúc đích thực Ngài mời gọi chúng ta bạn hãy dán mắt nhìn lên sao biển Mà kêu gọi mẹ Maria Được mẹ hướng dẫn bạn không phải mệt mỏi trên đường Được mẹ đưa giúp bạn sẽ tới đích ngắm bạn sẽ tới đích ngắm trong. Người ta vẫn thường gọi Thánh Bernardo là cây đàn của Đức Mẹ. Quả thật một lần kia khi nghe hát kinh lệ nữ vương tại nhà thờ tránh tòa Sprine, Thánh nhân thêm vào ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Chính Ngài đã viết Thánh thi đầy suốt mến Ave Maria. Thánh Bernardo từ giã có đời trong hương thơm nhân đức ngày 20 tháng 8 năm 1153, năm 1174 Đức Giáo Hoàng Alexander thứ ba phong thánh cho Ngài và năm 1830 được nâng lên hàng tiến sĩ hội thánh. Lạy Chúa nhờ lời chuyển cầu của Thánh Bernardo, xin cho mỗi người chúng con luôn biết chạy đến với Mẹ Maria, nhiệt tâm xây dựng cộng đoàn giáo hội bằng chính ơn gọi và khả năng của mình. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.